Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về diễn biến từng năm của nam mạng tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, từ năm 18 tuổi đến năm 30 tuổi. Đây là thời kỳ tuổi Bính Thìn, bắt đầu tự thân lập nghiệp, có nhiều trải nghiệm mới vui vẻ và thú vị. Tuy ban đầu còn gặp nhiều khó khăn trong công việc, nhưng chỉ cần bình tĩnh, tự tin sẽ vượt qua được tất cả thử thách. Những người này có rất nhiều tri kỷ, bạn bè tốt, đi đến đâu cũng được yêu quý, tôn trọng. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi, sự nghiệp, tài vận có phần kém khởi sắc, làm ăn cần đề phòng, cẩn thận hơn. Tuổi 32, 33, công việc ổn định hơn, khó khăn đã dần được khắc phục, gia đình hòa thuận, thương yêu nhau. Xem tử vi chọn đời thấy rằng, 34 tuổi, có nhiều thay đổi trong cuộc sống của mình, nhà cửa, công việc. 35 tuổi, tài lộc dồi dào, công việc dần dần phát triển tốt đẹp. Từ năm 36 tuổi, đến cuối đời. 36 tuổi, công thành danh toại, làm việc gì cũng gặp may mắn, đạt được kết quả như ý. Dù khó khăn, cũng sẽ được quý nhân phù trợ giúp đỡ. Năm 37 tuổi, công việc ổn định. Tuy nhiên, tình duyên không mấy thuận lợi, không khí gia đình dần trở nên căng thẳng. Tuổi Bính Thìn cần phải biết lắng nghe, nhường nhịn và dành nhiều thời gian chăm lo, quan tâm đến mọi người trong gia đình mình. Từ năm 39 đến 40 tuổi, gặp nhiều may mắn cả về công danh, sự nghiệp lẫn tình duyên, sức khỏe. Cuộc sống có nhiều niềm vui, không có gì phải lo lắng. 1. Những năm khó khăn trong cuộc đời. Không chỉ riêng tuổi Bính Thìn, mà bất cứ tuổi nào cũng đều có những năm vướng phải nhiều khó khăn nhất trong cuộc đời. Họ có thể gặp phải nhiều phiền lụy, hay vướng phải nhiều chuyện khổ tâm, đau lòng nhất. Vào những tuổi 29, 31, 43, 47 và 53 tuổi. Vào những năm này, nên tuyệt đối đề phòng và cẩn trọng trong mọi chuyện. Tránh quyết định vội vàng hay hành động trong những lúc tinh thần không được tỉnh táo. 2. Ngày, giờ tốt để xuất hành. Đối với nam nhân tuổi Bính Thìn thì ngày giờ tốt nhất đi theo suốt cuộc đời của họ, đó là khung giờ chẵn và tháng chẵn. Khi xuất hành đi xa để thực hiện các phi vụ làm ăn mà xuất hành đúng tháng ngày và giờ nói trên thì sẽ gặp được nhiều thắng lợi, may mắn trong công việc và về tiền bạc. Vì thế, nếu bạn đang ấp ủ một dự án lớn hay có đối tác quan trọng nào đó, hãy thực hiện vào khung giờ trên để đạt được thành công nhé. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.